Theo Cục Bảo vệ Thực vật, giá phân bón đang ở mức cao nhất trong khoảng 50 năm trở lại đây do những diễn biến tăng theo giá thế giới. Trên thị trường nội địa, so với tháng 2 năm 2022, giá phân bón hiện đã tăng từ 5 đến 8%. Giá phân bón trong nước tăng mạnh phần lớn do chịu tác động từ thị trường phân bón thế giới, trong đó có giá dầu tăng dẫn đến giá nguyên liệu sản xuất phân bón tăng. Chi phí phân bón chiếm tỷ trọng lớn trong giá thành sản xuất tới 50%. Dự báo trong thời gian tới, giá phân bón sẽ còn tiếp tục tăng.